Hello anh em, cho mọi người biết về cái bơm tăng áp sử dụng rơ le dòng chảy. Nó khác với bơm áp mini xài rơ le áp suất. Đây, rơ le áp suất này, hoặc là rơ le điện tử. Đó, nó khác nhau như thế nào? Và giữa dòng rơ le điện tử của máy bơm và dòng rơ le điện tử rời như vậy thì nó khác nhau ra sao? Nó có chức năng gì? Ha, đây là rơ le rồi. Và đây là bơm bình tần, bơm điện tử, bơm tăng áp mini thì nó sẽ khác nhau ha. Thì đầu tiên á, nay mình có một con bơm mini. Bơm mini này thì bên mình không có bán, nhưng mà khách lắp rồi còn mới lắm. Thế là lắp vào mà xài không có được, xài cho máy giặt á, là xài không được. Cho nên khách bán lại cho mình 150 con này nha, 150 còn mới keng luôn. Mọi người đừng có hỏi mua thanh lý, mình cái này mình sẽ để làm video để review cho anh em biết thôi. Thì nó hơi bụi. Con này thì nó cái đầu tiên á, về bơm tăng áp mini là dòng mình đang xe đang này là dòng cảm biến dòng chảy nha. Cảm biến dòng chảy là sao? Tức á, là nước nó phải tác động đi qua cái cảm biến này, cái rơ le này. Đây gọi là rơ le cảm biến dòng chảy này. Nước phải đi qua nó. Nước phải chạy tự nhiên qua nó, phải tác động vào nó thì nó mới chạy được con bơm này. Khi mình để chế độ auto. Còn mình để chế độ tay thì nó chạy hoài, nó không cần rơ le này nữa. Nhưng mà mình đang nói về auto nha. Khi mà để chế độ auto á thì nước, cái bồn nước lúc nào nó cũng phải cao hơn con bơm này. Cái mực nước bắt buộc phải cao hơn để nó mới đá được cái lưỡi gà trong cái rơ le này, thì nó mới khiến cái bơm này chạy. Ok chưa? Còn khi mà người khóa đầu ra á, thì nước nó không chạy qua được nữa, thì nước đứng lại, thì cái lưỡi gà này nó có một cái lò xo, nó sẽ đá ngược lại, nó sẽ đóng lại thì bơm nó sẽ bị tắt đi. Còn nó hoạt động theo cơ chế là cảm biến dòng chảy. Cái dòng rơ le áp suất và rơ le điện tử nó như thế nào? Đó là khi rơ le dòng chảy này nó không hút được bồn nước hoặc là mực nước luôn luôn phải cao hơn con bơm. Ok, mới sử dụng được, mới xài cái rơ le này. Còn những dòng ví dụ như bơm mini này, đây là một con bơm mini. Đây, một bơm mini này, bơm mini điện tử nhá. Giá con này bên mình đang bán là 980.000 đó mọi người. Bơm được nó 100 độ C này, 1 giờ bơm được 1,4 khối. Nó có thể hút được 1,5 m đổ lại. Tức là cái máy bơm này nó sẽ đặt cao hơn cái mực nước, cao hơn bồn nước từ 1 m đến 1,5 m là nó hút được. Hút với điều kiện là mọi người phải gắn cho cái lốp B nha. Chứ không gắn là không được. Đầu vào của nó là 27, đầu ra là 27 luôn. 1 giờ 1,4 khối, có chế độ là từ ngắt khi mét nước trong vòng 30 giây, có đèn báo nguồn, đèn báo máy chạy, tăng giảm thời gian tắt mở máy, tắt nhanh tắt chậm, nó nôm na cho anh dễ hiểu. Mà dòng này là xài điện 24V, nó sẽ qua cái adapter này. Thì cái dòng này để mình sẽ mở trong ra cho mọi người xem nó khác như thế nào ha. Đây mình đã tháo bên trong con bơm này ra. Ở đây mình so sánh, mình sẽ không so sánh về giá, vì cái mức giá hai con này nó hoàn toàn khác nhau. Một con thì gấp đôi. Con này 450 hoặc 480 ngoài thị trường bán, mình không bán nha. Còn con này mình bán này, giá của nó là 980.000. Thì mình sẽ cho mọi người biết là giữa cái máy bơm tăng áp mini ấy, xài rơ le cảm biến dòng chảy và rơ le áp suất, rơ le áp ấy, thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì đây cái dòng này thì mình sẽ cho nó qua bên đây, cái nắp của nó, nắp ở ngoài chỉ là cái nắp bảo vệ thôi nha, nắp của bảo vệ thôi. Thì cái dòng mini này thì nó rất là thứ nhất, động cơ này là động cơ không chổi than, động cơ được gọi là động cơ bình cũ. Cái thứ hai là những cái bo mạch của nó ở đây nó được đổ keo, đổ keo chống nước. Đây là điểm cắm nguồn 24V này. Cái thứ ba là nó sẽ xài rơ le này. Khi mà tắt mở máy nó sẽ không có xài bằng cảm rơ le dùng chạy đâu, mà nó sẽ xài bằng rơ le áp này, gọi là rơ le từ. Khi khóa là nó sẽ nén vào rơ le và rơ le nó sẽ báo về máy, máy sẽ tắt. Còn trường hợp mất nước á, nó báo thì báo bằng rơ le từ này. Đây, rơ le cảm biến mất nước đây, nó nằm ở chỗ này. Còn này, khi mà nước nó hút đẩy vào đây, nó ra đây á, thì khi đẩy ra nó sẽ, cái này nó luôn 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 kéo ra, con luôn được kéo ra. Nó luôn được kéo ra. Thì nó ở đây nó có rơ le từ này, thì nó sẽ báo đây là máy là có nước, thì nó sẽ cho máy chạy. Trường hợp máy chạy mà cái này nó không có lòi ra này, đó, cái van từ nó không lòi ra, thì trong vòng 30 giây nó sẽ tắt bơm. Như vậy nó sẽ báo mất nước. Bơm áp này là nó sẽ chạy theo kiểu là nén áp,
cho nên khi khóa đầu ra nó start bơm và khi mở nó sẽ chạy liền. Và cái lực hút của nó là hút được 1,5 m, chứ nó không cần phải cái bồn nước cao hơn như những cái dòng cảm biến dòng rơ le, cảm biến dòng chảy như những dòng này ha. Như những dòng này thì bắt buộc là cái dòng chảy, là cái bồn nước của mình nó phải cao hơn máy bơm, mọi người nhớ nha. Đó là về cái bơm áp cảm biến dòng chảy cho và bơm áp rơ le như thế nào cho mọi người dễ hiểu. Thì tại vì sao mà mọi người xài cho máy giặt á, nhiều khi máy giặt nó nước nó vô yếu à, nước nó chảy vô máy giặt yếu nha, thì mọi người thể xài con này. Chất lượng như nào thì ở đây mình không bàn tới, cái này tùy vào mọi người, nhu cầu của mọi người và từng người sử dụng mới biết được thôi. Khi mà nước chảy qua máy giặt yếu á, thì mọi người có thể xài dòng rơ le cả mấy dòng chảy. Nhưng ví dụ trường hợp mà bồn nước nó còn thấp hơn máy giặt nữa thì mọi người phải làm sao? Mọi người phải xài qua rơ le điện tử, rơ le áp ha. Đó, như vậy thì nó rơ le điện tử nha. Thì như vậy á, thì khi đó thì mọi người mới bắt buộc phải xài được khi bồn nước thấp hơn hoặc là khi nó cần nó hút mạnh hơn. Còn cái rơ le dòng chảy là nước phải tự nhiên chạy, tự nhiên đi qua nó, tác động vào nó thì nó mới chạy bơm. Nó sẽ có một cái lưỡi gà thôi, nhưng mà sau một thời gian mà cái lưỡi gà hư thì mọi người phải thay cái rơ le. Thông thường những cái dòng này này, cái dòng rơ le này này, cái dòng bơm áp này này, thì một thời gian thì cái rơ le nó sẽ bị dễ bị hư nha. Mọi người không tin cứ tìm hiểu đi là biết. Tại vì giá thị trường thứ nhất là nó rẻ, thứ hai là nó độ bền áp nó không có được mạnh lắm như mọi người nghĩ đâu. Tại vì cái này này, nguyên cái con này còn mới luôn mà khách bán cho mình rẻ lại đó, để mình lắp con mini này cho khách là mọi người hiểu rồi. Bên trong này nó sẽ có một cái dòng chảy cho nó này. Đây, đây là cái nước đi qua này. Này là không có gì cả, này là nước đi qua thôi nha. Nước đi qua thì nó sẽ đá cái lưỡi gà lên này. Này nó đá cái này lên. Rồi hình dung được chưa? Nước nó sẽ tự đi từ bên này này. Đi từ bên này đi qua. Qua thì nó sẽ đá cái này lên. Đó, nó đá lên thì nó sẽ từ cảm biến về nước cho nó lại cho nó chạy. Đó, nó chỉ như vậy thôi. Đá lên một cái thì cái từ này này, nó sẽ hút, nó sẽ đến vào đây, nó sẽ báo vào đây và nó sẽ khiến con bơm chạy ha. Đó, lưỡi gà thôi. Nhưng mà khi mà người khóa nước lại đó thì nó phải ép cái lưỡi này, ép quá thì cái nhiều khi cái lưỡi nó, mọi người khóa đầu ra nó ép quá nó không đóng lại được, nó thành ra nó cứ chạy hoài không ngắt luôn. Thì mọi người phải với điều kiện thì khi lúc đó mọi người mà gặp trường hợp mà cái này mà nó ép quá mà không, cái lưỡi này không đá lại được á, thì mọi người phải tắt máy bơm đi và xả nước đầu ra cho nó ha, xả ra cho nó chạy hết bình thường, xong rồi mọi người mới khóa đầu ra và bật bơm lại thì ok, lúc đó nó sẽ tắt bơm và đầu hoạt động lại. Này là như vậy ha, tại vì cái lò xo nó đá rất là yếu, nó yếu cho nên nó sẽ dễ bị kẹt như vậy thôi. Và một thời gian nó sẽ bị hư cái từ này đi, tại vì dùng là rất là rẻ, trên Shopee hình như bán một cái là mấy chục ngàn một cái này thôi nha. Mọi người có thể mua về thay. Còn chung là cái lưu lượng cái chất lượng thì mọi người cứ lựa chọn thôi. Bên mình thì dòng này không bán đâu, mình sẽ bán từ dòng mini cao cấp này trở lên. Tại vì xài rơ le điện tử, đầu vào đầu ra 27, vào đây ra 27 đây. Bo mạch chống nước, bo cảm biến máy, sử dụng động cơ không chứa than, động cơ bình cũ. Ngoài ra thì ngoài cái dòng mà rơ le cảm biến dòng chảy này á, thì bơm áp điện tử bây giờ nó còn thêm một dòng là rơ le áp suất đây. Thông thường những cái rơ le áp suất này này thì nó sẽ hay gắn cho những cái máy bơm tăng áp biến tần, bơm áp biến tần nha. Ví dụ như con của Adelino đây, sẽ cho mọi người xem. Con này là con biến tần 350-370W của Adelino đây, thì nó sẽ xài bằng rơ le áp suất này. Còn con những cái dòng như vậy này, dòng này 200W này của Kansai thì con này đang có giá là 1.450.000 này. Mới nha, bảo hành 1 năm. Thì cái dòng này nè, nó sẽ xài rơ le điện tử khác, rơ le áp suất khác nha. Rơ le điện tử thì nó sẽ có hai loại. Một loại mà kèm theo máy thì rơ le như vậy mình gọi rơ le điện tử. Còn một cái loại mà rơ le mà để mà lắp đây, rơ le rời này thì để biến những con bơm thường, những con bơm để cao á, hoặc là những con bơm hút nước á, bơm giếng khoan á, bơm dạng như vậy này, dạng như bơm không như vậy này, đây con bơm như vậy này, hoặc là
Nói chung về những cái dòng đại cao, về những cái dòng như vậy này, nó sẽ gắn cái rơ le đó vào, đúng không? Gắn cái rơ le nó vào thì thứ nhất nó sẽ có chức năng là những cái dòng rơ le này này, nó sẽ có chức năng là chống cháy bơm khi mất nước. Tại vì khi mà mất nước vào thì rơ le nó sẽ cúp máy bơm. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà khóa nước đầu ra thì máy bơm nó sẽ tắt, và khi mở nước đầu ra thì máy bơm nó sẽ chạy. Đó là đây gọi là những bộ rơ le rời. Nhưng mà những cái rơ le rời này á, giá nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Có loại 580 thì cái loại này, loại ngang này, mình ở biển khui quá, loại ngang này 580.000 nha. Rồi cái loại này thì tới 1.1, loại cao cấp, có điều thể điều chỉnh được cái công suất lưu lượng bơm. Còn đây là rơ le 750.000 của Taesung, thì nó sẽ có cái bộ áp ở phía sau. Đó, rơ le tăng áp có bộ áp rồi đó nha, bộ này bộ áp rồi nha, mình review cái này nhiều rồi. Này mình nói sơ cho mọi người hiểu về cái những cái dòng rơ le thôi. Thì đó là những cái rơ le mà để gắn cho những con bơm thường. Để thứ nhất là để biến con bơm thường nó thành như kiểu là dạng bơm tăng áp điện tử, hoặc là để thay cho những con bơm tăng áp mà cơ của Panasonic ấy. Những con tăng áp cơ hay kêu tật á, bơm hay bơm tăng áp cơ Bana mà hay kêu tật á, thì mọi người gắn cái vứt cái rơ le của Bana đi, gắn cái rơ le này vào là được ha, là xài ok, nó thành con rơ le điện tử. Còn rơ le theo máy á thì nó rất là rẻ, một cái như vậy nó khoảng 280-300.000. Nhưng mà bắt buộc là máy nó phải có một cái bộ bo mạch điện tử. Nó phải có bộ bo điện tử. Thì nó phải có bộ bo điện tử, thì khi đó khi nó có bộ bo điện tử thì nó mới hoạt động được với cái rơ le này. Nhưng mà còn rơ le này, dàn rơ le như vậy thì ở trong này nó có tích hợp, nó tích hợp luôn cả bo trong đó rồi. Để mình cho mọi người xem cái bo của nó này. Thì đây gọi là bo tích hợp. Bo tích hợp tức là sao? Tức là bên trong máy á, bên trong máy á, nó là tích hợp cái bo rồi, một cái bo. Thì cái bo này á, thì nó mới hoạt động với cái rơ le này được. Chưa? Nhưng mà cái rơ le này này mà gắn cái rơ le áp suất này vào á, nó sẽ không được. Nghe cái rơ le áp suất này xíu là mình sẽ nói sau. Mình sẽ nói về cái rơ le điện tử, rơ le điện tử thôi. Còn mình vừa phân tích cho mọi người là bơm rơ le cảm biến dòng chảy và rơ le điện tử của bơm mini nó khác nhau thế nào rồi ha. Thì mình sẽ phân biệt hai cái rơ le này. Thì cái rơ le này này nó sẽ xài điện 5V. Khi mình khóa nước đầu ra thì nó sẽ nén về đây. Nó sẽ nén về đây và nó sẽ có cái lưỡi đá. Này, nó sẽ có một con cái lưỡi gà, dài như lưỡi gà nhưng mà nó là một cái công tắc. Công tắc 5V ha. Thì nó sẽ khiến về bo. Khi mà khóa đầu ra, nước đầu ra thì nó sẽ nén nước, máy bơm đang chạy đúng không? Nó sẽ nén nước và nó sẽ đẩy cái công tắc này lên. Thì công tắc này nó sẽ báo về cái bo đây. Đây. Báo về bo và nó sẽ cho ngắt máy bơm liền. Và ngắt với đồ gọi là độ êm tuyệt đối hơn những cái rơ le cơ. Những cái rơ le cơ kia thì nó tắt điện trực tiếp, tắt mở trực tiếp cho nên rất là ổn, nó không có qua bo mạch. Tức là nó tắt điện, tắt mở máy bơm bằng điện 220 trực tiếp luôn. Nó như một cái công tắc quả ớt, nó dạng như vậy đó. Thì cái rơ le nó có những như vậy. Kèm theo những cái máy bơm tăng áp điện tử bây giờ là nó sẽ có một cái này gọi là cảm biến. Đây thì khi mà nước nó đi qua, nó hút nước á, thì nước đi qua á, thì nó sẽ kéo cái này lên. Nó sẽ đẩy cái này lên. Nó đẩy cái này lên nha. Rồi khi mà mất nước á, thì nước không qua nữa thì nó nhả về. Trong vòng 4-5 phút mà nó không có báo về từ, báo về bo thì bo nó sẽ tự cúp. Nó sẽ tự tắt máy, không cho máy chạy nữa. Cho nên khi mà có nước là nó sẽ tự chạy, với một điều kiện là khi mà mở nước á, nước nó đẩy cái này lên, nó sẽ tự nước chạy qua. Mọi người xả nước đi qua mà tác động vào nó một cái như vậy thì nó sẽ chạy lại. Đó gọi là van một nước. Còn cái van một chiều của nó thì cái này cũng là van một chiều này, tại vì ở đây nó sẽ là miếng cao su này. Ha. Miếng cao su này nó sẽ đóng kín ở trong này. Thì nó sẽ có một cái miếng để mà mặt bằng cho miếng cao su này nó đệm xuống. Đệm xuống ở đây thì hồng hút vào của nó. Hồng hút vào thì ở đây đúng không? Thì khi mà nó sẽ rớt xuống thì nước ở đây nó không dồn ngược được nữa, mà khi nó hết lên thì mới dồn được. Cho nên khi tắt bơm nó sẽ bị ép xuống như vậy. Khi tắt bơm lò xo sẽ đẩy nhà xuống như vậy thì nó sẽ không mất áp đó, nó thì nó sẽ không có bị tụt áp ngược về bồn nước. Đó là về dòng rơ le này nhá, rơ le này và cái cảm biến mất nước của máy bơm. Con này mới bên mình đang bán với giá là 1.450.000 nha mọi người, bảo hành 1 năm nha, hàng mới nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về cái rơ le
rơ le áp suất. Tại sao bơm điện tử, bơm này bơm điện tử, nó là xài rơ le áp suất của dòng bơm tăng áp biến tần mà nó lại không xài rơ le này? À, tại vì cái rơ le này, cái máy này nó sẽ khác những cái máy kia là nó sẽ có đồng hồ báo áp ở đây, có đồng hồ báo áp ở đây. Mà muốn có đồng hồ hiển thị được báo áp ấy, thì nó phải xài rơ le áp suất, chứ không nó không thể nằm xài rơ le điện tử được. Nếu mà xài rơ le điện tử thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ mà báo được, nó hiển thị cái chỉ số áp ở đây chính xác được, nó không có hiển thị được, nó chỉ mặc định như vậy thôi. Nếu mọi người xài rơ le điện tử thì nó chỉ có bù máy và bù vo như vậy thôi, tắt mở máy êm mà chống cháy máy khi mất nước thôi. Đấy, thì con này thì nó sẽ xài rơ le áp là vậy. Rơ le áp suất là như vậy, nó cũng giống như biến tần thôi. Biến tần thì được một cái là nó có thể tăng giảm được cái vòng tua của máy, cho nên cái lưu lượng nước ra mình nó yếu là mình có thể tăng giảm được, cũng nhờ vào cái rơ le áp suất này. Nó báo về cho máy là áp nó bao nhiêu và cần tăng lên thì nó giảm bao nhiêu, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều vào cái rơ le này ha. Nó gọi là rơ le áp suất nha. Thì cái dòng điện tử này là của Simger chính hãng ha. Bên mình đang bán 125W này, 250W này và 370W. Nó luôn luôn có đồng hồ hiển thị, có nút tắt mở nguồn ở đây và có hai chế độ đẩy cao và chế độ auto. Tất cả các dòng này thì khi mà khóa nước vào, khóa nước đổ ra thì nó sẽ tắt bơm và khi mở ra nó sẽ chạy bơm. Cái độ nhảy nó thì rất là cao và độ bền nó cũng rất là cao, tại vì nó xài rơ le áp suất. Thì rơ le áp suất thì mọi người phải biết là một cái rơ le áp suất nó rất là mắc, tới 600 mấy tới 700 ngàn một cái rơ le này. Nó khác với rơ le điện tử nha, nó khác với rơ le điện tử của dòng này rất là nhiều nha, cho nên nó rất là mắc tiền. Đó. Mà về chất lượng và độ bền thì nó cũng rất là cao. Mọi người xài rơ le này thì hầu như không phải vệ sinh, không phải hư hỏng gì cả. Nó không dùng tiếp điểm tắt mở bơm như những dòng này đâu. Nó dùng bằng áp đẩy vào và tắt mở máy bơm thôi, nhưng mà nó sẽ báo về bo của máy. Những cái dòng này thì thà một thời gian 5-2 năm thì tiếp điểm này tắt mở nhiều quá thì bắt buộc mọi người phải thay rơ le đi, tại vì nhiều quá nó sẽ bị liệt cái lò xo đi, như kiểu cái gì mình xài nhiều nó cũng bị yếu đi đó. Thì còn rơ le áp suất này thì nó sẽ không có bị tình trạng như vậy. Bởi vậy trước đó là những cái dòng về nói về sơ về rơ le điện tử và rơ le tăng áp. Anh em có thắc mắc hay có nhu cầu gì thì cứ liên hệ ha, mình sẽ giải đáp. Còn giá thì giá tất cả các phụ kiện linh kiện rơ le này thì mình sẽ để ở trên trang web điệnnướcthìnhpháp.com. Trên đó thì mọi người sẽ cập nhật giá chính xác nhất hiện nay. Tại vì mình mà công khai giá trên video này thì nó sẽ có một cái khó cho mình là video mình sẽ đăng thì ví dụ năm này năm khác, nhưng mà sang năm mà người mua thì mình báo một giá trên video khác rồi sang năm có thể nó sẽ lên giá một phần nào đó. Thì nhiều anh em lại thắc mắc là vừa coi video xong mà nói giá này giờ ra gọi điện báo giá khác. Nhưng mọi người chỉ biết là xem video thôi, giới thiệu thôi, chứ mọi người không có để ý ngày đăng video. Cái ngày mà đăng video là ngày quan trọng nhất và hầu như là mọi người 90% là mọi người không để ý tới vấn đề đó ha. Nên giá mình sẽ cập nhật trên website, có thể tăng giá giảm giá gì đó thì mình sẽ chỉnh sửa nó dễ hơn. Ok, đó là về những cái dòng bơm tăng áp ha. Rồi đây là dòng bơm tăng áp mini, dòng này thì bảo hành tới 2 năm là mọi người yên tâm xài nhé. Còn cái này thì bảo hành 1 năm. Của đó là băng ta từ 1.450.000. Hiện tại này, ngày giá này hôm nay là của ngày 22 tháng 11 năm 2022 ha. Mình nói trước 22 tháng 11 năm 2022.